Một tài xế ô tô tại Trung Quốc trong quá trình di chuyển đã bị một con hổ lớn chặn đầu. Tài xế này sau đó đã phải tắt máy xe, không dám di chuyển vì sợ hãi. Theo bài viết được đăng tải, khoảnh khắc thoát tim được ghi lại tại tỉnh Cát Lâm. Trong clip, một con hổ Siberia đang đi tuần tra trên một con đường. Sự xuất hiện của con hổ đã khiến tài xế taxi không thể di chuyển. Con thú sau đó nằm ngang đường nhìn về phía chiếc xe. Trước hành động kỳ lạ của con hổ, tài xế taxi đã tắt máy, dừng xe tại chỗ không dám di chuyển. Anh này cho biết, thời điểm đoạn clip được ghi lại trên xe có tổng cộng 4 người, gồm 3 hành khách. Những người có mặt đã rất sợ hãi. May mắn sau đó khoảng 20 phút, con thú đã nhảy qua lan can bên đường bỏ đi khi một chiếc ô tô di chuyển hướng ngược lại đi tới. Theo các nhà khoa học, hổ Siberia hay còn gọi là hổ Amur, hổ Usuri hay hổ Mãn Châu là động vật thuộc họ mèo lớn nhất thế giới. Con trưởng thành có thể phát triển tới chiều dài 3m và nặng trên 300kg. Hổ Siberia thường sống đơn độc, thức ăn của chúng chủ yếu là những động vật ăn cỏ như hươu đỏ, hươu sạ, nai sừng tấm, lợn rừng và tọa lộc. Hổ Siberia có những kỹ năng săn mồi tuyệt đỉnh, chúng có thể di chuyển và ẩn nấp để định vị con mồi. Khi thời cơ đến, hổ Siberia sẽ tung ra cú nhảy kèm theo cú đớp và vả, khiến con mồi dãy giụa trong đau đớn. Với số lượng hổ chỉ còn khoảng 550 con trong tự nhiên, hổ Siberia được liệt kê vào nhóm động vật nguy cấp trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.